là hôm nay bữa tiệc Halloween của Justin. Nhưng mình phải mặc gì đây? À, biết rồi. Mình muốn gây ấn tượng và khiến mọi người sợ hãi. Mình sẽ bắt đầu với phần mắt. Mình sẽ thoa một ít quanh mí mắt. Sau đó, lấy cọ trang điểm. Mình sẽ dùng nó để tán. Mình muốn tạo ra vẻ ngoài xám khói như này. Như vậy mắt mình sẽ nổi bật. Mình nghĩ được rồi. Giờ dùng phấn mắt màu đỏ. Mình sẽ thoa ở trên cùng của mí mắt. Nó sẽ trông rất nổi bật đây. Làm tương tự với mắt bên kia. Sau đó, mình sẽ kẻ mắt. Mình sẽ dùng nó vẽ các đường thẳng đứng. Mình sẽ kéo cọ xuống như này. Nhưng nó sẽ đáng sợ hơn nhiều. Sau đó, đến lông mi. Một ít mascara. Sau đó đến môi. Mình sẽ chọn màu đỏ đậm. Mình thích màu này. Nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Đó chính là điều mình muốn. Giờ đến bước thú vị đây. Đến đây Teddy. Ôi, cưng mềm và dễ thương ghê. Tạm biệt. Đến lúc phẫu thuật rồi. Không sao đâu, chị là chuyên gia mà. Chị đã từng làm rồi. Đầu tiên chị sẽ cắt chân của cưng ra. Cưng sẽ không có cảm giác gì đâu. Sau đó cắt cánh tay của cưng. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Chị hứa đấy. Nhưng chị muốn một thứ nữa. Đầu của cưng. Cưng không nghĩ chị sẽ để cưng giữ nó chứ. Gấu bông ngốc. Đã tay kì. Chị không cần cơ thể của cưng. Bây giờ chị cần khâu cưng lại. Trước tiên là đầu. Cũng không tệ lắm nhỉ. Giờ cần vá cái lỗ này lại. Phải đảm bảo là chỉ được may đẹp và chắc. Không muốn nó bị bung đâu. Sau đó rút bông ra. Mình muốn nó nổi bật. Mình hóa trang gần xong rồi. Dự tiệc thôi. Mình rất muốn xem phản ứng của mọi người. Cưng muốn xem hả? Cưng nghĩ sao? Teddy ôm là thích nhất. Gặp cưng sau nhé. Không được. Không đời nào. Wednesday á? Chán hòm. Không, mình không thể là con rùa. Đến giờ rồi sao? Mình không có thời gian cho việc này. Mình cần tìm một bộ hóa trang. Đợi chút. Đây rồi. Mình thậm chí còn có sô-cô-la. Và áo sọc. Cứ như là đã được định sẵn. Đi nào. Đầu tiên mình cần một món ăn vặt. Sô-cô-la không bao giờ là đủ. Ngon quá. Mình muốn thêm. Có thấy điều gì khác biệt không? Mình phải tô môi. Mình sẽ dùng màu sô-cô-la. Ý là đó là lựa chọn quá rõ ràng. Việc này làm mình đói quá. Giờ thêm chút má hồng. Mình rất muốn làm nổi bật xương hàm. Một chút khối sẽ được việc đây. Thích quá. Ăn nhẹ thôi. Thích quá đi mất. Nó cho mình một ý tưởng. Mình sẽ vẽ một đường ngang qua trán. Mình sẽ làm cho nó lên xuống. Bạn sẽ biết lý do ngay thôi. Giờ mình cần phấn trang điểm màu nâu. Mình sẽ vẽ khắp phần trên của trán. Bây giờ mình sẽ tô vào. Mình muốn nó trông giống sô-cô-la đang chảy xuống đầu. Chỉ cần đảm bảo là không vẽ ra ngoài. Mình đang mong đợi phần tiếp theo. Mình sẽ đổ đầy sô-cô-la vào một xi lanh. Mình sẽ xịt cái này lên đầu. Mùi thơm ghê. Mình sẽ để nó chảy xuống mặt. Mình sẽ thêm một ít quanh môi. Mình nghĩ được rồi đấy. Một bộ hóa trang rất ngon. Và làm nó cũng rất vui nữa. Mình sẽ làm tâm điểm của bữa tiệc. Khá sáng tạo đúng không? Tuyệt vời. Còn thêm một ít sô-cô-la. Đừng để ý nhé. Đến lúc phải đi rồi. Wow, có nhiều kẹo ghê. Đợi chút. Có gì đó sai sai. Sô-cô-la đâu rồi? Thật thất vọng. Đợi đã, mình biết rồi. Mình đã ăn hết rồi. Bực mình ghê. Nhưng cũng không tệ lắm. Mình sẽ ăn lớp hóa trang của mình. Rất thực tế. Mình chờ nãy giờ. Món này ngon ghê. Không thể dừng lại được. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Cậu không bao giờ đánh giá tớ. Lexi, đã đến lúc đi xin kẹo rồi. Có chuyện gì vậy cưng? Nhìn con nè, con bị nổi mụn. Con không thể ra ngoài như này. Ui, ý là mẹ có thể xử lý được. Mẹ nói thật chứ? Đừng lo. Con biết con có thể tin mẹ mà. Mẹ biết chính xác phải làm gì. Đầu tiên, chúng ta cần che những nốt mụn. Mẹ sẽ phủ phần trang điểm lên đó. Sau đó mẹ sẽ dùng tăm bông để bôi keo mỹ phẩm. Mẹ sẽ vẽ một đường dọc hai bên cánh mũi của con như này. Sau đó mẹ sẽ cần khăn giấy. Mẹ sẽ xé nó thành từng dải và dán nó lên chỗ bôi keo. Mình sẽ vỗ nhẹ, làm tương tự với bên kia.
giờ mẹ sẽ thêm keo lên đó. Như vậy để cố định nó. Giờ mẹ sẽ dùng phấn phủ lên. Mẹ sẽ che khăn giấy. Mẹ sẽ dùng một màu nhạt. Nó phải hợp với màu da của con. Sau đó tô vào phần giữa. Mẹ sẽ dùng màu đỏ sẫm cho bức này. Mẹ sẽ dùng ít màu đỏ hai bên mũi của con. Sau đó dùng bọt biển để chấm máu giả lên. Wow, nhìn sợ quá. Mẹ sẽ thêm máu giả quanh lỗ mũi của con. Sau đó dán kim bấm khắp mũi con. Wow, đến lúc thay đổi trang phục rồi. Nó đẫm máu luôn. Thật đáng sợ. Và đó chính là điều mình muốn. Mọi người sẽ sợ lắm đây. Mình muốn nghe họ la hét. Wow. Hả? Có ai nhấn chuông hả? Con Trung kinh quá. Nhưng theo nghĩa tích cực, mẹ là người mẹ tốt nhất. Mình đã tự hứa là sẽ không khóc. Chơi vui nhé. Nếu bạn muốn thấy một màn trang điểm lột xác đỉnh cao thì trước hết phải dưỡng da cẩn thận. Làn da đủ ẩm là làn da hạnh phúc. Nhìn xem nó mịn chưa này. Rồi thoa một lớp kem nền lên. Tất nhiên là phải phủ kín rồi. Sau đó thì ta sẽ làm thêm một màn ảo thuật. Phải có lông mày nữa chứ. Và đừng quên trang điểm đều cho cả mũi nữa nhé. Tán rất chi là mịn luôn. Ổn áp quá ha. Lông mi giả đẹp quá đi. Đánh mắt theo tông màu phù hợp này. Tương tự với đôi môi xinh. Chấm một chút rồi tán đều ra này. Khuôn mặt lộng lẫy đây rồi. Và với phụ kiện phù hợp, bạn đã có được một màn lột xác hoàn hảo. Trò này chán quá đi. Mình muốn làm gì đấy vui hơn cơ. Hôm nay ở đây có ai không cơ chứ? Con bướm đẹp quá kìa. Này, chờ đã. Không làm hại em đâu. Ở yên đó. Ôi trời. Chà, bướm sinh đậu nè. Không, quay lại đây. Cuối cùng cũng bắt được nhé. Em có ổn không đó? Không. Đến cả bướm cũng không muốn chơi với mình. Hít thở sâu nào. Bướm bay mất rồi. Để cho nó bay tự do đi con yêu. Nhưng mẹ có ý này. Đi nào. Wow, mẹ lúc nào cũng có trò hay. Con sẵn sàng rồi. Giống như loài bướm, bạn cũng có thể trải qua một lần biến hóa. Chà, tất nhiên là với trang điểm rồi. Nhưng ta bắt buộc phải tạo một lớp nền ổn định. Lớp nền rất đều đấy. Ước đi nào. Căn chỉnh đỉnh của cánh dựa vào lông mày nhé. Rồi vẽ phần dưới ở trên má nữa nha. Đúng, tương tự với bên kia nè. Sau đó, khép lại ở hai góc của mắt. Phải cải trang cho cặp lông mày. Tiếp đến, chúng ta bắt tay vào tô màu nhé. Màu cam sáng này đúng là đỉnh của chóp. Đừng quên tô vào cả mí mắt. Sau đó thì tô phần còn lại của cánh. Đẹp xỉu luôn. Giờ thì đến hai nửa bên dưới. Chúng ta hãy thử một màu mới nhé. Cam và vàng phối với nhau rất hợp. Mịn màng quá. Sau đó tán đều cho hai màu tan hòa vào nhau. Tuyệt. Dặm thêm phấn giúp màu càng nổi bật hơn. Là trời, tán màu đẹp xỉu luôn. Giờ thì vẽ đường viền. Đường viền giúp màu sắc nổi bần bật. Sắp xong rồi. Chậm rãi cho đường viền mềm mại nhé. Và cẩn thận ở vùng quanh mắt nha. Giờ thì tô phía trên lông mày. Và tạo hoa văn như thế này nè. Hãy đưa các nét thật mềm mại nhé. Và ở phần dưới, hoa văn tương tự nhưng hơi khác một chút xíu. Lượn lên nè, giờ thì lượn xuống. Cách cầm cọ của bạn rất quan trọng đấy. Giờ thì mở rộng chóp một chút thôi. Cả hai bên nha các bạn. Giờ thì tô viền cho mí mắt dưới, nhưng nhẹ nhàng thôi nè. Rồi thoa chút kim tuyến lên mí mắt. Bởi vì, sao không chứ? Nhưng chúng mình vẫn chưa xong đôi cánh đâu. Cắt đường này làm cho cánh trông giống y như thật. Một đôi cánh bướm tuyệt đẹp luôn.
nhưng không cần vẽ các đường thẳng quá đâu, như thế này trông giống thật hơn. Rồi thêm các đốm nhỏ màu trắng dễ thương, bạn có thể dùng một cây cọ nhỏ. Cả phần trên nữa. Sau khi hoàn thành tuyệt tác, đã đến lúc dùng lông mi lộng lẫy. Vì tụi mình đang có chủ đề màu cam, đôi môi cũng sẽ mang sắc cam thần thánh. Này, trên này còn khoảng trống nè. Vậy sao không tiếp tục phép màu chứ? Và này, chấm vào cổ nữa chứ. Đẹp hết sảy. Và chỉ cần chạm nhẹ thôi là được. Thấy các nét cọ thông minh đó không? Giống như cả một đàn bướm nhỏ xinh nữa. Và bạn có thể tha hồ dùng nhiều màu. Chúng mình cứ chấm như thế và dừng lại ở đôi vai nhé. Wow, quả là sự hóa thân rực rỡ. Cảm giác như tớ sắp bay ý. Các chi tiết chỉ là quá đỉnh. Này, bây giờ chị cũng gần xinh bằng em rồi nhá. Giờ thì em đã thích chị chưa? Quá trời luôn này. Quay lại đây. Thôi nào. Có con bướm to đùng luôn kìa. Tóc tôi. Ra là em nhầm nhọt. Không tài nào mở được mắt ra luôn. Eo. Hết hồn con trồn trồn. Gì? Thôi đi ngủ sớm cho khỏe. Ôi trời. Có gì sau mình sao? Xin chào. Có ai ở đó không? Tùi biết võ đi nhé. Chạy xa tao ra. Trời đất. Nó đang bò lên cầu thang. Mình phải chạy nhanh hơn. Đừng có động vào dép. Đôi này tao thích nhất đấy. Giờ sao? Ôi trời, theo sát nút. Chặn được nó rồi. Suýt thì tỏi. Này, mình quên xử mất cái này. Nếu mình muốn lảnh lặn ra khỏi đây thì mình buộc phải lột xác. Và không, đây không phải là dâu đâu. Sao mà kỳ quá vậy ta? Cứ tiếp tục đi, vẽ khắp mặt luôn nhé. Rồi vẽ vào bên trong hình. Vẽ song song với đường trước đó. Sắp xong rồi. Gì nữa đây ta? Chuẩn, tô màu thôi cả nhà ơi. Màu xanh dương này đẹp phải không nào? Chuẩn, sơn cả mũi nhé. Cẩn thận khi sơn theo các đường trên mũi nha. Vậy nên hãy làm chậm hơn một chút nếu cần. Giờ thì tô vòng quanh hai bên lông mày. Đừng để bên kia lẻ loi nhé. Sau đó thì tô khắp trán luôn này. Sau đó xuống đường viền hàm. Vẫn cứ phải cẩn thận để tô đúng đường nhé. Giờ thì tô cả cái cổ luôn. Mong là bạn có đủ kem trang điểm cho phần này. Giờ thì chuyển sang chút màu đỏ nè. Chúng ta đã vẽ sẵn đường rồi. Chỉ cần tô men theo thôi. Cẩn thận nhé, chỗ đó hẹp lắm. Nuốt. Cứ tiếp tục đưa cọ vòng quanh khuôn mặt. Úi, quên chỗ này. Nhìn bàn tay khéo chưa kìa. Bây giờ thì chúng ta tô màu trắng quanh mắt. Nhắm mắt lại để bạn có thể phủ kín da nhé. Còn một mắt nữa đó. Đừng để sơn dây vào mắt bạn đấy nha. Vẫn còn một phần da chưa được sơn. Nhưng chúng ta sẽ không tô kín đâu. Bạn có đoán được đây là gì không? Tớ sẽ đưa ra gợi ý. Chúng dài và sắc. Nhìn thấy thôi là bạn muốn chạy mất dép rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Đó là những chiếc răng sắc nhọn, cực kỳ đáng sợ. Chà, bạn sẽ thấy sớm thôi. Sau khi tô màu xong, chiếc miệng này sẽ rất hết hồn. Cứ tiếp tục tô hết các răng. Ta-da! Ủa, nhưng mà chưa xong đâu. Chúng ta vẫn còn vài chi tiết nữa đấy. Màu tối sẽ khiến cho răng nổi bật hơn. Hãy cố gắng vẽ tương xứng với nhau nhé. Và đừng để màu đen làm hỏng hình dạng của răng mà bạn đã kỳ công vẽ. Những nét vẽ phải thật chậm và chắc. Chỉ còn một xíu thôi. Chưa gì tớ đã thấy sợ muốn xỉu dưới đây này. Xong, tuyệt. Giờ thì đến dòng máu. Hoặc sơn đỏ. Chúng ta không thể để trống một xíu nào trên da. Chà, còn mái tóc thì sao? Đây rồi nè. Phải thế chứ.
Các bạn đã sợ chưa? Đừng lo nhé, đáng sợ nghĩa là thành công rồi. Đâu rồi không biết, cả tiếng rồi. Cái quái. Vâng. Không, xin đừng cắn tôi. Tôi sẽ không bao giờ dọa cô nữa đâu. Trời ơi, mình phải chuồn lẹ thôi. Đúng vậy, đừng có quay lại. Thành công mỹ mãn. Chẳng gì bằng một buổi chiều thứ bảy ngồi và vẽ cùng nhau thật vui. Và lần này tụi mình chọn màu rất đỉnh. Hồng và xanh dương và tím rất hợp với nhau đó. Nhưng thêm gì vào đây được nhỉ? Cẩn thận không vào mặt tớ. Xin nhỗi. Khoan, tớ biết rồi. Kìa, cây cọ. Úi trời, sorry nha. Thôi thôi. Không sao. Mong là loại sơn này dễ lau sạch. Phù, tớ chỉ nhỡ tay thôi mà. Chờ một chút, tớ có ý này xuất sắc lắm. Đi nào. Đưa tớ ra khỏi thế giới này. Chà, tất nhiên là với trang điểm. Lông mày là điểm đầu tiên trong quá trình này. Vẽ hình đầu tiên nè. Bên này là hình giữa các thiên hà. Lúc đầu trông khá là buồn cười các bạn ạ. Hưởng gì đó. Này, tớ phải thoa một lớp lót. Như vậy màu sẽ đẹp và chuẩn hơn. Cả với hình tròn nhỏ xíu. Vậy là xong phần kem lót, sơn thôi. Wow, hết sảy. Để tạo chiều sâu cho hình tròn lớn này, chúng ta sẽ đổ bóng phần rìa, rồi tán với sắc xanh dương sáng. Sau đó là tới màu hồng cánh sen nhé. Bí quyết ở đây là tán thật đều đấy nha. Dù bạn có dùng bao nhiêu màu đi chăng nữa. Sau đó vẽ viền màu trắng cho hành tinh. Và nhớ là tô màu trắng đậm nhé cả nhà. Bá đạo trên từng hạt gạo. Khi đã vẽ viền xong, hãy tán lớp màu trắng ra vùng xung quanh nhé. Bạn xong chưa nè? Sau đó, hãy tô màu xanh dương ở trên đây. Ở phần này, nhớ nhắm mắt nha cả nhà ơi. Bạn có thể thêm chút sắc tím nữa. Ú là là, màu ngọc lam đỉnh của chóp luôn. Tạo điểm nhấn cho đôi mắt của bạn. Cùng với màu neon. Nhưng đừng bỏ quên đôi môi nhé. Bạn có nhớ hành tinh nhỏ này không? Chúng ta cũng nên tán màu cho nó. Trắng và đen đi với nhau thì nổi bần bật. Tương tự với hành tinh ở bên này. Tím lịm tím xim nè. Rồi tô kín hình tròn bằng màu trắng. Xong đôi môi. Tô chút màu vàng vào giữa cằm nè. Wow, lại là hồng cánh sen. Cậu có chắc là các màu này hài hòa không? Chà, miễn là cậu tán đều thì màu nào cũng sẽ hợp hết thôi. Và rồi bạn tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất. Ở bước này, ta chỉ cần dùng màu trắng thôi. Cứ thỏa sức sáng tạo nhé các bạn. Hãy thêm các màu khác nếu các bạn muốn. Càng tôn lên vẻ đẹp không gian thì càng đẹp. Chúng ta đang vẽ cả vũ trụ cơ mà. Các bạn không nghĩ là chúng tớ quên phần cổ đấy chứ? Hãy dùng mút tán trang điểm để phủ phần này. Mà thế này còn dễ tán hơn ấy. Chà, các bạn nghĩ sao? Đội thêm tóc giả và... Úi là la. Tuyệt vời ông mặt trời luôn phải không? Cứ như du hành xuyên vũ trụ mà không phải rời trái đất đấy. Oh wow, tớ vui lắm nè. Vậy mình tiếp tục nhé. Ok, vậy bức tranh tiếp theo tớ sẽ... Annie, xin lỗi mà. Bổ có chung hệ tư tưởng với tớ không? Mãi chẳng xếp được mấy mảnh này gì cả. Hay là mình ấn mạnh hơn nhở? Ổn không ta? Không, vai này thì sao? Xấu hơn. Mẹ ơi. Hả? Hải bộ này, mình bị lú rồi sao? Thế còn bộ này? Trời, bó tay chấm com. Áo! Của con mà. Mẹ dẫm vào đau lắm đấy. Mà chờ chút. Mẹ biết rồi. Hãy ghép lại thành diện mạo mới. Để tớ chuẩn bị chuẩn liệu vẽ đã nhé. Chúng ta vào bếp thôi. Bắt đầu từ mí mắt nha cả nhà. Trò này sẽ vui lắm cho mà xem. Phải thật khẽ khàng nhé. Ốc, ốc, ốc. Ốc
sao? Áo. Là tớ thôi mà, cậu sợ xanh mặt luôn kìa. Halloween vui vẻ nhá. Phù thủy xinh đẹp tới đây, xin mời vào. Yes. Nếu anh để tôi vào, tôi hứa sẽ ngoan ạ. Mời cô vào. Trời độ anh. Đêm nay sẽ vui lắm đây. Wow, gì thế này? Một quả dâu tây đáng sợ. Không, cô không được vào nhá. Chẳng công bằng tí nào. Giữ chắc, coi chừng. Cô có sao không? Thôi xong đời, ông chủ sẽ điên lên mất. Xin lỗi anh, để tôi giúp. Ái chà, chỗ đinh này có thể sẽ hữu ích đấy. Cho tôi mấy cái này nhé. Ok. Trước tiên là dùng sơn cho da mặt. Rồi, dán khăn giấy lên đó. Sau đó lại phủ sơn cho da mặt nhé. Cẩn thận, cắt một đường ở giữa môi. Dùng sơn màu đen để tô lên môi của bạn. Hóa trang đáng sợ mà thiếu máu thì chán như con rán. Rồi, nhẹ nhàng đâm cái đinh qua khăn giấy. Và... hóa trang đơn giản mà rùng rợn nè. Đã đến giờ vào club quẩy rồi. Giờ tôi có thể vào được chưa? Này, tôi đã bảo thế nào? Trái cây thì ra chợ nhá. Ờ, vậy còn thế này. Mẹ ơi. Chắc mình vào được rồi nhở. Kẹo ngon ghê. Ý, mình vẫn chưa đến nhà này. Cho kẹo hay bị kẹo? Halloween đúng là trẻ con. Rồi rồi, của bé đây. Ăn vậy mới khỏe được. Cà rốt á. Chị phải cho em kẹo chứ. Hoặc sô-cô-la, cái gì mà ngon ngon ấy. Thế này này, ai thèm rau củ? Cải thảo à? Bực bội. Tha hồ mà dọn dẹp nhé bà cô. Gì mà ồn ào quá vậy ta? Sân của tôi. Mình có cách dạy cho nhóc trẻ trâu một bài học rồi. Trước tiên, mình cần băng dính y tế. Dán kín lên mặt bạn nha. Nhớ chừa hai con mắt ra đấy. Dán băng dính vào bìa cứng rồi đặt lên mắt. Dán thêm mấy miếng lên trán và môi nữa. Nhớ chừa một khe ở miệng nha. Rồi dùng sơn phủ kín lên. Lấy sơn màu đen để tô lên mắt và miệng. Trang trí thêm một chút nữa và... bù nhìn đáng sợ đây. Ủa, từ từ. Có kẹo kìa. Kẹo dài dài thơm ngon ơi. Ủa. Kệ. Thêm vài thanh nữa. Đủ rồi. Cho kẹo hay bị kẹo? Quên kẹo này nhóc con. Trời, cái này thư giãn quá đi. Bí ngô nhỏ dễ thương. Cái gì vậy? Chắc không có gì đâu.
Ủa? Alo? Ai đây? Chào bé. Bị dọa kìa, nhìn cậu hài lắm luôn. Thôi đi nhé. Mình cần một cục đất sét. Nặn vào xung quanh ngón tay này. Dùng sơn màu da người lên để tán cho đều. Cẩn thận cắt một đường trên đất sét nữa. Nhỏ chút máu giả lên cho ghê. Ngón tay đẫm máu khủng khiếp đây. Y như thật. Đến lúc tập thể dục rồi. Đơn giản như đan rổ luôn. Mà phải coi chừng quái vật mới được. 1001, 1002. À, gãy ngón tay rồi. À, ngón tay cậu. Ừ, tớ đau quá. Cứu tớ với. Đừng hoảng sợ nhá, tớ biết sơ cứu đấy. Ok, có tớ đây rồi. Cái gì? Dạ mà, lừa cậu thôi. Thế là hòa nhá. Chẳng vui tí nào. Đồ uống với bim bim khoai tây đủ rồi. Phải để cái này ở chỗ khác thôi. Để đâu được ta? Đúng rồi. Mình sẽ treo chú ma ở đây. Nhện lông lá trên tường nữa nè. Xong rồi, mở tiệc nào. Toilet chưa đáng sợ lắm. Phải làm cho nó rùng rợn hơn mới được. Phew. Xong. Oh, chào mọi người. Cảm ơn vì đã đến nha. Tớ uống coca nhanh quá. Phải đi toilet đã. Phòng vệ sinh gớm phết đấy. Giải quyết nỗi buồn nhanh nào. Là gì vậy? À! Thôi xong, quần jean và giày của mình ướt hết rồi. Làm sao bây giờ? Chán, chắc phải đi thay đồ mới rồi. Cháy dã man. Trời đất, cậu mặc cái gì thế kia? Lẽ ra tớ nên cạo lông chân trước khi dự tiệc. Hey, tớ thích bài này lắm. Quẩy lên nào. Bùm bùm. Chết nè. Halloween vui vẻ nhé con yêu. Còn giúp mẹ trang trí được không? Oh, vâng mẹ ơi. Con làm ngay ạ. Ok, bộ xương đáng sợ. Lên đây đi. Mẹ ơi, mạng nhện tấn công con này. Giấy vệ sinh kinh hãi. Yeah. Một khuôn mặt ghê rợn trên bóng bay. Cẩn thận. Ui da. Mẹ đỡ được rồi. Bé có sao không? Con xong rồi mẹ ơi. Ta-da. Ôi, cảm ơn bé yêu. Chơi với robot đi này. Mình biết phải làm gì với quả này rồi. Gọt vỏ dưa hấu ra như thế này. Cẩn thận khứa cắt rãnh nào. Nhớ cắt hết quả dưa nhé. Đặt nó vào một cái bát lớn với mắt giả và đổ nước ngọt vào. Và rồi, chúng ta có một bộ não trôi trong lọ. Chào con yêu. Uống nước ép não không? Thơm ngon quá ạ. Woohoo, quẩy lên nào. Hả? Món quà này to quá. Không biết là gì ta. Tớ chờ cậu lâu lắm rồi, Ava. Tớ đang đói cồn cào đây. À, mau truyền lệ thôi. Biết ngay Ava không chịu nổi đâu mà. Hào hứng quá đi mất. Đến Halloween rồi, ngày yêu thích trong năm của mình. Mình phải chuẩn bị mọi thứ mới được. Ừ, rùng rợn. Bí ngô treo ở đây là hợp nhất rồi. Cậu thấy sao nào? Tớ mệt quá.
Tớ ghét bị ốm lắm. Nước mũi tùm lum. Đừng lo nhé, tớ đã có cách rồi. Tớ sẽ giúp cậu khỏe lên ngay thôi. Ừ, Haki Wagi sẽ làm cậu vui. Không, không ăn thua. Thế còn máy hút nước mũi? Không. Vậy thì đo nhiệt độ nhé. Không ổn rồi. Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Chúng ta cần hỗ trợ chuyên nghiệp. Alo bác sĩ ạ, đến nhà em ạ. Em gọi à? Nạn nhân đang ở đâu? À nhầm, bệnh nhân. Tôi có việc cần làm. Chúc may mắn, tôi sẽ ngồi ở đằng kia. Bác sĩ nhìn căng thẳng quá. Này, tôi cần khám cho em. Em có sao không ạ? Có, không ổn chút nào. Chị phải xử lý đã thì mới ổn. Ngồi im. Diện mạo gầy khiếp sợ cũng dễ làm lắm. Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu với mắt. Tớ sẽ thoa phấn mắt và kẻ mắt. Trông thật lộng lẫy phải không? Giờ thì đến mascara. Đã đến lúc từ lộng lẫy thành thảm thiết. Tớ sẽ dùng bút chì trang điểm để kẻ viền. Tiếp theo tớ sẽ dùng sơn đen để tô vào. Chỉ cần tô cẩn thận không trơm ra ngoài. Tớ cần tô kín đôi môi luôn. Giờ tớ sẽ dán giấy mềm xung quanh miệng. Tớ sẽ dùng hồ dán để cố định giấy. Tớ sẽ dán nhiều lớp xung quanh miệng và cằm. Tiếp theo là đến răng. Hay tớ nên nói móng giả. Chỉ cần nhấn móng giả vào giấy mềm và keo. Mỗi móng cách nhau một khoảng nhé. Để mà chừa chỗ cho răng hàm dưới đó mà. Cũng không cần nhiều đâu. Khi đã tạo răng sắc nhọn xong, tớ sẽ che phủ phần này. Tớ sẽ dùng kem nền để trùng với màu da. Chấm chấm trên phần giấy mềm để tán ra. Rồi chúng ta cần máu giả. Phết máu giả xung quanh mép miệng và răng. Cọ nhỏ hơn sẽ rất thích hợp đấy. Đừng bỏ sót chỗ nào. Như vậy trông mới y như thật. Tiếp theo, hãy lấy mút trang điểm và một lượng máu giả nhỏ nhé. Dùng mút chấm xung quanh phần ngoài của giấy mềm. Chấm một chút xuống phần cổ nữa cho tự nhiên và che đi phần kem nền dễ nhìn thấy. Hãy chấm cả lên má và cổ họng nhé. Bạn không cần nhiều đâu. Chúng mình chỉ muốn trông đáng sợ. Chỉ có một bước nữa thôi. Tớ sẽ thêm vài giọt máu này. Dùng cọ kéo xuống cổ họng. Vậy là xong khuôn mặt đẫm máu. Giờ thì chỉ cần phải thay trang phục nữa là xong. Tuyệt vời ông mặt trời. Hay là hết hồn con trồn nhỉ? Có người gọi bác sĩ à? Chị ơi, em khỏe. Em cứ tưởng bị ốm. Em phải đi đây. À, bị gì không biết. Đừng có nhìn em, ít ra cậu ấy cũng thấy khỏe hơn. Và tớ sẽ đọc câu thần chú Abracadabra. Bài của cậu à? Trông tớ ổn không? Có vẻ tớ không hợp có đuôi. Có bị ố rể không ta? Trông mình như marshmallow. Ai mà chẳng thích chuối nhỉ? Không, trông tức cười thì có. Tớ thích quả chuối mà. Tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được trang phục. Biết đâu trò này sẽ giúp cậu vui. Hả? Cậu làm gì vậy? Đừng rời mắt khỏi những lá bài. Và này, pesto. Áu, sao cậu lại làm thế? Wow, thật ra cũng ấn tượng phết đấy nhở. Khoan, tớ nghĩ ra một ý. Vào việc thôi. Đầu tiên, tớ sẽ bôi sơn màu trắng. Tớ sẽ phủ trắng cả mặt luôn. Cứ từ từ thôi, tớ muốn phải không tì vết. Thấy nhột nhột ở mũi. Tớ sẽ tô vào lông mày nữa. Và rồi xuống ngấn cổ. Bạn sẽ cần người giúp đỡ ở phần này. Tớ sẽ tô cả phần trên ngực. Giờ tớ có thể dùng mút trang điểm để tán đều. Với mút trang điểm, việc tán đều sẽ rất dễ dàng. Đúng ý tớ muốn rồi. Giờ tớ cần chì kẻ mắt màu đỏ. Và đánh phấn mắt màu đen nè. Màu này sẽ tạo hiệu ứng tuyệt vời. Màu đen đối lập hoàn toàn với màu trắng. Với phần xung quanh mắt, bạn có thể tán nhẹ màu. Tiếp theo là đến tạo khối. Tớ sẽ chấm nhẹ cọ theo gò má. Tha hồ mà nổi bật luôn. Giờ thì đến son môi này. Màu đỏ này rất tươi đấy. Hôm nào đi chơi tớ sẽ dùng. Tớ sẽ vẽ các đường nhạt trên mặt. Trông giống như vết sẹo. Rồi tớ dán cả hình tattoo ngầu đét. Sao dễ thương quá. Hình dán vừa sắc nét mà chẳng hề đau. Vẫn còn thiếu gì đó. Chuẩn, không cần chỉnh. Ta là hoàng tử hề tội lỗi. Vui chơi thôi nào. Ta nhớ quái vật nhỏ của ta. Tớ sẽ dùng mút trang điểm để thoa sơn trắng lên mặt. Tớ sẽ chấm nhẹ khắp mặt. Chúng ta không cần tạo lớp trang điểm dày đâu. Tớ sẽ thoa phấn mắt màu đỏ lên mắt phải và xanh dương bên mắt trái. Giờ thì kéo ra này. Thế này thôi. Cần thêm chút kim tuyến nữa. Phấn mắt kim tuyến là chuẩn bài rồi. Tớ sẽ chấm cả vào vệt lúc nãy. Sau đó tớ sẽ gắn một cặp mi giả và vẽ hình trái tim nhỏ.
cả hình xăm rotten nữa. Son môi chẳng cần thoa gọn gàng đâu. Bạn biết mà, càng nguệch ngoạc càng giống. Tớ sẽ quệt nó luôn. Giờ tớ cần đạo cụ. Dễ thương ha. Chờ cho đến khi họ chú ý đến tớ. Nhìn cái gì thế hả? Tụi tớ là cặp đôi bất hảo. Đúng rồi đó, Putin. Đi phá hoại cho vui nào. Cưng hiểu anh đấy. Anh biết chiều con gái đấy, Joker. Bạn biết điều tệ nhất về Halloween là gì không? Có quá nhiều rồi. Ta ra khỏi đây thôi. Tớ thích cho kẹo hay bị ghẹo? Chà, tớ thích đủ loại kẹo ngon. Cho kẹo hay bị ghẹo? Ai dám gõ cửa nhà Dracula hả? Đùa thôi, hả? Cậu ăn mặc thế thì là gì? Tớ là công túa. Chả dọa ma được ai đâu. Tớ hơi thất vọng đấy nhé. Này, cho cậu cây kẹo mút. Ủa, gì vậy trời, mụn thế á? Cưng ơi, đây là Halloween, tớ phải bị dọa sợ chứ. Nhưng... đồ xấu tính. Chán như con rán, được mỗi cây kẹo mút. Thật không công bằng, mình thích trang phục này. Khoan đã, mình có ý hay rồi. Mình sẽ cắt một tấm bìa cứng thành hình trái tim. Giờ mình sẽ bôi keo lên các rìa. Phải nhanh tay đấy nha. Mình sẽ gập bìa cứng thành hình để làm rìa chắn. Mình cần nhấn nó vào keo. Mình sẽ bôi thêm keo lên đó. May mà tay mình không bị run. Giờ mình sẽ đặt một trái tim nữa lên trên. Tiếp theo, mình bôi keo lên mặt trên. Cứ thoải mái nhỏ keo khắp nơi nhé. Ta phải phủ kín cả phần trên này đó. Dán vải xanh vào bìa cứng này. Kéo vào cho khớp nhé. Làm ở cả hai bên. Giờ thì dựng đứng hộp bìa cứng. Và lại thêm keo. Thế này thôi. Và lại đính thêm vải nữa. Vuốt phẳng ra để không có vết nhăn nào nha. Đây là miếng vải cuối. Mềm thật đó. Nhưng mà chưa xong đâu. Cắt một miếng xốp mỏng thành hai hình tròn. Tôi dán hai hình tròn nhỏ màu đen vào. Dùng vải đen cho miệng nha. Sau đó cắt xốp theo hình đó. Dùng dao mổ để cắt răng trên xốp này. Nụ cười dễ thương chưa kìa. Giờ mình cần dán môi vào. Vậy là trang phục mới đã xong rồi. Để thử coi sao. Cho kẹo hay bị ghẹo? Nữa này. Không biết ai vậy ta. Họ đi đâu rồi? Hả? Gì vậy trời? Chào bạn yêu. Chơi một trò nhé. Thôi khỏi. Tôi không muốn đâu. Sẽ vui mà. Có vấn đề gì à? Tưởng cậu thích bị dọa cơ mà. Trang phục đỉnh của Chop. Quá trời kẹo luôn này. Mình yêu Halloween. Quả bí ngô này bự chà bá lửa. Mình có kế hoạch lớn cho nó. Đây sẽ là đèn bí ngô đáng sợ nhất quả đất. Làm thế này sao mà thư giãn quá đi mất. Đây sẽ là hai mắt. Giờ đến chiếc mũi. Và tất nhiên miệng gầm gừ đáng sợ. Ok, đã ổn chưa ta? Không giống như mình tưởng tượng lắm. Mình sẽ thử lại xem sao. Sao nào? Giống bí ngô xấu tính rồi này. La 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 la. Ava. Shalala. Oh yeah. Không gì, không phản ứng gì sao? Này, đằng này nè. Cái quái. Ôi giời ạ. Hải dã man con ngan, cậu đang làm gì vậy? Ý cậu là sao? Tôi đáng sợ cơ mà. Chả đúng ý mình gì cả. Giờ mình thấy thật nực cười. Tôi gặp vấn đề rồi này. Để đấy, có tớ. Tớ sẽ kéo ra. Au, au ui, thôi đừng. Tớ sẽ giải cứu cậu mà. Đau lắm. Chẳng nhúc nhích luôn. Tớ xin lỗi Lexi. Có vẻ cậu sẽ có một cái đầu bí ngô luôn đấy. Chán chết đi được. Mình chỉ muốn trêu Ava thôi. Giờ trông mình chẳng khác nào bù nhìn. Có ai ngửi thấy mùi bí ngô không? Không, mình tui á. Nhìn cái gì cũng khó quá trời. Đời bí ngô thật là khổ sở. Cậu bị mắc kẹt rồi. Trừ khi... đợi tớ một chút. Xem đây nè. Chúng mình là đôi bạn bí ngô. Thật luôn á. Ồ, cảm ơn Ava. Oh yeah, quẩy lên nào. Đâu có tệ lắm. Cậu là bạn bí ngô tuyệt nhất của tớ. Đã đến lúc lột xác rồi. Trông tớ thế nào? Dã man, hải bá đạo luôn. Mình yêu kênh này. Gì vậy nhở? Boo.
cậu xong chưa? Để tớ còn ăn nốt ngũ cốc. Cậu đùa tớ à? Rõ ràng là đáng sợ. Tớ nghĩ cậu cần tập thêm đấy, không cần quá đáng vậy đâu. Chờ mà xem. Có lẽ mình nên chuẩn bị thôi. Đầu tiên là kẻ mắt thật xinh này. Nhìn đây này. Thật sao? Cậu chỉ được đến thế sao? Đó là dao, trong đầu tớ đấy. Trời ạ, mình sẽ chẳng bao giờ dọa được Gabi. Phải làm sao bây giờ? Chờ đã. Tăm bông làm mình nghĩ ra một ý. Mình dùng cái này được đấy. Đầu tiên, mình sẽ gỡ phần bông ra. Sau đó, cắt que nhựa ra làm đôi. Mình sẽ dùng nến để hun chảy đầu nhựa. Như vậy nó sẽ mềm hơn. Mình sẽ nhấn nó vào bàn để tạo một rìa phẳng. Giờ thì xịt màu bạc lên. Phần vui là đây nè. Ôi không, mình hói rồi. Đùa thôi mà. Nhưng mình cần che tóc lại. Mình sẽ dùng sơn màu trắng dành cho bạn. Mình sẽ dùng cọ trang điểm để thoa nó. Đầu tiên là phủ phần má. Sau đó là thoa khắp khuôn mặt. Mình không muốn bỏ sót điểm nào. Mình sẽ cần một người bạn trong phần tiếp theo. Phết sơn trắng lên phần mũ hói và phía sau đầu nữa nha. Ok, tiếp theo. Oh, đúng rồi. Mình sẽ đeo kính áp tròng màu đen và thoa son môi màu đen. Giờ mình cần sơn đỏ cho mặt. Mình sẽ dùng cọ nhỏ để tạo một đường mỏng ở giữa khuôn mặt. Rồi mình thêm vài đường nữa. Tiếp theo, mình sẽ vẽ các đường nằm ngang. Mình vẽ ở một bên trước, rồi vẽ đến bên kia. Không thể quên ở trên đầu. Giờ mình có thể dán que nhựa lên và chấm máu giả vào gốc của que. Vậy là hoàn thiện rồi. Giờ thì mình cần thay trang phục. Thế này mà không giận Gabi thì bó tay luôn. Về nhà rồi. Hôm nay bận tối mặt luôn. Mình sẽ gác chân lên và xem TV. Có chuyện gì trong này vậy? Ashley, cậu đâu? Mừng về nhà. Lùi lại, nghiêm túc đấy. Cậu là của tớ, Gabi. Thả tớ ra, thả tớ ra. Vậy là mình đã chuẩn bị xong mọi thứ cho tiệc Halloween. Mình muốn tiệc thật tuyệt vời, háo hức quá đi mất. Khoan, gì thế kia? Gabi. À, đoán trúng rồi. Cậu làm gì ở phía sau đó vậy? Cậu thấy trang phục của tớ sao? Khá sợ chứ ha? Trông hơi cơ bản quá. Thật sao? Tớ thích nó, vất vả lắm mới xong. Nhìn mà xem, đây là trang phục Halloween. Cậu cần thay đồ, ngay bây giờ. Nhưng... rồi... đang làm dở gì nhỉ? Đúng rồi, nước ngọt. Chúc mừng Halloween. Quẩy lên nào. Các cậu đến rồi. Woohoo! Wow. Ai trông cũng đỉnh của chóp luôn. Wow, tay của quỷ ma quái giống thật ghê. Tớ biết, tớ thích lắm. Không thể tin là Ashley nói thế. Cậu ấy tưởng mình thông minh lắm sao? Tuyệt. Giờ mình phải dọn dẹp. Còn tệ hơn nữa được không? Khoan, mình đã nghĩ ra một ý. Ý tưởng đáng sợ. Đầu tiên, tớ cần một chút latex. Tớ sẽ đổ nó vào bát. Tớ sẽ dùng mút trang điểm để thoa nó. Tớ sẽ chấm nhẹ vào một bên mặt. Như thế này. Và rồi chấm lên trán nữa này. Vậy là được rồi. Tiếp theo, tớ cần yến mạch. Tớ sẽ áp yến mạch vào latex. Không cần phải hoàn hảo đâu. Nó sẽ tạo nên kết cấu tớ mong muốn. Vậy là đủ. Giờ tớ sẽ phủ thêm latex lên trên yến mạch. Như vậy chúng sẽ dính chặt. Giờ thì chuẩn bị giấy mềm nào. Tớ sẽ xé đôi ra. Sau đó dán nó vào da tớ. Tớ chỉ cần cố định nó vào vị trí. Trông ổn áp rồi đấy. Tớ cần kem nền trang điểm. Hãy dùng mút trang điểm dặm lên yến mạch cho khớp màu da nhé. Tớ sẽ làm tương tự với phần giấy mềm. Tớ muốn phủ kín luôn này. Đã đến lúc sử dụng sơn màu đen cho mặt. Tớ sẽ phết màu đen xung quanh mắt. Đầu tiên là với phần mí dưới nhé. Và phần trên này. Ăn đứt phấn mắt luôn phải không? Giờ chúng ta cần làm cho nó đẫm máu. Vì thế mà tớ chuẩn bị máu giả. Tớ sẽ phết lên trên yến mạch. Và dọc theo rìa của dải giấy mềm. Máu giả sẽ khô lại ở giữa yến mạch. Nó sẽ khiến mọi người tưởng là vết thương hở miệng. Trông tớ sẽ cực kỳ khủng khiếp luôn. Máu nhỏ xuống càng làm mạnh thêm hiệu ứng. Vậy là sẵn sàng rồi. Đã đến lúc cho Ashley thấy. Và rồi Kevin bảo cậu ấy thích sừng ma quỷ của tớ. Biết tán tỉnh ghê. Có khi lát cậu ấy qua đấy. Diễn nào. Ôi trời ơi. Nhìn kia kìa. Đáng sợ quá, tớ không dám nhìn đâu. Tớ ghét bữa tiệc này. Dù không thể hiện ra nhưng tớ sợ mất vía. Chết nhá, các cậu sợ lắm luôn. Gabi, wow, sao cậu hóa trang đỉnh vậy? Các cậu, quay lại đây. Tớ tự làm luôn đấy. Chúng mình chụp ảnh chung đi, cười nào. Nè nè. Nhưng, Gabi, mình muốn là người nổi tiếng cơ.
Mình sẽ thưởng thức bánh. Ngon hết sảy, bá cháy bọt chết luôn. Ước gì mình có một miếng nữa. Hình như có gì đó dính ở kẽ răng mình. Chắc là không ai thấy đâu ha. Mình phải xử lý không thì khó chịu lắm. Ừ, có tăm, dùng tăm là được. Gỡ thức ăn ra nào. Chẳng được gì cả, để thử lại coi sao. Gần được. Wow, trong đó khó với tớ quá. Cái quái, mẹ trông như con nhím vậy. Mẹ đã đứng đây được bao lâu rồi ạ? Đừng có mà vứt lung tung như thế chứ. Dọn dẹp đi, liệu hồn. Vâng ạ. Wow, mẹ giận điên lên luôn. Au, đau quá. Ôi trời ơi, không ổn rồi. Au ôi, quẩy tầm ngớ ngẩn. Mình có một ý cực hay. Tớ sẽ cắt một đầu của que tăm. Giờ thì đảo ngược nó lại. Dùng bút lông màu đen để tô màu cho nó. Tiếp theo tớ cần một mảnh giấy và súng bắn keo tuyệt vời này. Tớ sẽ bơm một đốm keo nhỏ lên trên giấy và nhấn tăm lên đó. Tớ sẽ làm tương tự với những que tăm khác. Giờ thì cần latex. Tớ sẽ dùng bút trang điểm để thoa latex lên da. Đầu tiên là dặm nhẹ lên má. Nhớ tán cho đều da nhé các bạn. Sau đó tớ sẽ lấy một que tăm và nhấn nó lên má như thế này. Latex sẽ giữ cố định nó. Gắn nốt chỗ còn lại nào. Vậy là được rồi. Tớ cần sơn đỏ dành cho mặt. Tớ sẽ phết lên trên latex. Tớ muốn phủ kín nó và keo ở gốc của các que tăm. Trông sẽ giống như vết thương đau đớn. Và khi đã xong, tớ quẩn máu giả. Tớ dùng cọ để thoa máu lên. Một lần nữa, tớ chấm vào xung quanh gốc của các cây tăm. Trông máu me đầm đìa kia kìa. Tớ có thể kéo nó xuống cổ nữa. Như thế trông rất thật. Tớ sẽ làm tương tự với bàn tay. Trông kinh phải không nào? Shh, đừng mách mẹ. Mẹ ơi! Mẹ đến kìa. Lại chuyện gì nữa? Ôi không, tay con! Chuyện gì vậy? Con gái đáng thương của mẹ. Mẹ phải đưa con đi viện ngay mới được. Mẹ, mẹ làm gì giúp con với? Nhìn mà xem. Ôi trời đất. Đau lắm ạ. Không chịu nổi nữa. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ, tỉnh dậy đi. Có chuyện gì? Khoản đã, còn trêu mẹ à? Gabi, lần này không xong với mẹ. Mình cần đi vào lớp. Nhưng trước tiên mình cần lấy đồ trong hộp tủ đã. Chào Ashley. Cái quái, trời, cậu như ma ấy. Tớ chỉ cố gắng bày tỏ tình cảm thôi. Không, sợ muốn bỏ chạy đây ông nội. Người đâu mà dị, hết nói nổi luôn. Yêu cậu. Ây da, chắc rồi. Sao cậu ta vào đây nhanh thế? Và sao ta là một sách phải lòng mình vậy chứ? Hả, đống kẹo này ở đâu ra? Là cậu à? Kẹo ngọt và cục kẹo nhỏ của tớ. Mong là cậu sẽ nghĩ đến tớ khi cậu ăn kẹo. Có khi tớ sẽ chớ hết ra ấy. Cậu đang đùa tớ à? Chris, sao cậu vẽ bậy lên bản tớ? Đó là nghệ thuật, một tuyệt tác. Tớ muốn cả thế giới biết về tình yêu của chúng ta. Tớ không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa. Gọi tớ nha. Lại một đứa trốn học. Nàng tiên trong mộng của mình. Mình không thể trốn cậu ta. Cậu ta ở khắp mọi nơi. Chạy nhiều làm mình khát dã man. Đã quá cơ. Nàng đây rồi. Tớ thích trò chơi đuổi mát của chúng mình. Không, không thể nào. Wow, mình sẽ không bao giờ tắm nữa. Ở một số nền văn hóa, thế có nghĩa là chúng mình đã kết hôn. Cậu có muốn hôn chú rể không nào? Ai bảo mình xinh đẹp quá làm gì? Đã đến lúc lột xác. Đầu tiên, tớ cần thoa latex lên mặt. Tớ sẽ chấm mặt xung quanh miệng. Để làm bước này, hãy dùng mút trang điểm cho dễ nhé. Giờ tớ sẽ dán một miếng giấy mềm lên trên miệng. Tiếp theo, tớ cần đồ trang điểm. Tớ sẽ dùng kem nền trùng với màu da. Tớ sẽ chấm mút trang điểm lên trên giấy mềm. Phải phủ kín luôn đó nha. Sẽ rất khó nói chuyện đó. Vì vậy, hãy cắt một lỗ trên miếng giấy mềm nhé. Tớ sẽ gấp phần giấy xuống để hở ra đôi môi. Đỡ rồi đó. Giờ tớ cần sơn đen dành cho mặt. Tớ sẽ dùng màu này cho môi. Sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Đợi nó khô này. Và rồi, tớ cần sợi dây băng đỏ. Tớ cắt một lỗ nhỏ trên giấy mềm lúc nãy. Như vậy là tớ có thể luồn dây dây băng qua. Môi tớ bị khóa rồi. Giờ thì hoàn thiện các bước cuối nào. Tớ sẽ chấm máu giả xung quanh dây băng. Như vậy trông dây băng giống như xuyên qua da. Rất kinh phải không nào? Giờ tớ có thể dùng miếng bọt biển lớn. Tớ sẽ chấm máu giả lên cằm và xung quanh miệng. Máu giả sẽ che đi lớp kem nền và giấy mềm. Lại còn siêu đáng sợ nữa chứ. Không biết Chris có còn muốn hôn mình không? Tốt nhất cậu nên đeo kính vào. Cảm ơn. Khoan, lại đi Chris, hôn tớ đi. Mẹ ơi, cứu con. Ủa, cậu không muốn hôn tớ à? Cũng hãi phết.
là tụi mình tưởng tượng hay ở đây có vẻ ma quái thật nhở? Lại đến Halloween rồi và điều đó nghĩa là các cậu sẽ sắp được xem những mẹo vặt đỉnh của Chop đấy nha. Tuyệt, mấy cái bánh quy này ngon dã man. Thèm muốn chảy nước miếng luôn ý. Giờ đến món nướng tiếp theo nào. Phải khuấy đều tô bột này mới được. Tụi mình đang chuẩn bị tiệc tùng à? Nhưng tớ đói mèo luôn rồi, chẳng thể chờ nổi nữa đâu. Cá là trong tủ bếp sẽ có đồ ăn ngon cho xem. Biết ngay mà, nhìn cũng đã miệng phết đấy. Đừng để ý tới nha, đi loanh quanh ấy mà. Tớ sẽ thổn hết đống này. Mong là tô bột đủ ngọt rồi. Thêm đường nè. Mấy cái bánh quy đó trông đỉnh vậy. Ủa, bột của tớ. Cậu không nhìn đường hay gì? Tớ định thử bánh quy giúp cậu thôi à. Ừ, không thể tin nổi luôn. Giờ mình phải dọn cái đống này. Ý, mình nghĩ ra một trò hay cực. Bỏ cục bột xuống bàn, rồi ấn lên ngón tay của bạn và bọc nó quanh đầu ngón tay. Dùng móng giả nữa nè, trông như thật đấy nhở. Cẩn thận rút ngón tay của bạn ra nào. Và chi tiết cuối cùng đây rồi, một chút tương cà làm máu chứ gì nữa. Nhớ phủ hết chỗ nối nha. Sarah ơi ơi, tớ nè. Tớ cần cái tô bên kia ấy. Một cái tô tới liền đây. Wow, ngón tay tôi cắt đứt ra luôn rồi. Trò này đỉnh hơn mình tưởng nhiều luôn. Ai bảo ăn vụng bánh quy của tôi làm gì? Chờ đã, tưởng mắt tôi kèm nhè mà. Ít ra cũng phải giấu đi chứ. Dừng lại, cậu hóa trang thành ai vậy? Mà kệ đi, cứ làm đúng luật là được vào. Đứng lại đây. Này, không được mang đồ uống vào đâu. Nên xì hết ra đây cho tôi. Chị cứ giả đi. Quéo quèo quèo. Chúng ta có gì ở đây nào? Bỏ hết vào hộp nhanh. Nào, tốc độ lên. Rồi, hạnh phúc chưa? Chúng ta còn chưa xong việc đâu. Ơ kìa, sao lạ lùng thế này? Đây, là đầu cậu mà. Mở cái đó ra dùm với. Chà, muốn thì chiều luôn. Chỉ có mỗi bộ não của tớ thôi. Hồng hồng nhão nhão nè. Cơ, đấy. Trời đất ơi. Còn cần gì nữa không nè? Xem tiếp nhé. Tớ thích ăn não cực kỳ. Vị như món gà ấy, cậu biết không? Chị gái ngây thơ tin sái cả cổ luôn rồi kìa. Mọi người đã dùng bột làm kẹo bao giờ chưa? Lấy một cây đũa để bắt đầu nào. Trước tiên là một khe ở giữa. Rồi dùng thêm chút bột làm hoa văn ngoằn ngoèo như vậy. Sau đó đặt ngay lên trên. Hãy dùng kéo ăn được để dán cho chắc nhá. Xong xuôi, tớ thấy vị hơi bị ngon lành đấy. Cú lửa Halloween này đúng là hoàn hảo. Đợi tớ một tẹo. Nhảy nhót cháy quá nên khát khô cả cổ. Chả nào mình mệt xỉu luôn. Trong này còn gì để uống không nhở? Ủa khoan, cái gì vậy nhở? Nhìn khủng khiếp quá. Nhìn cũng ngon lành đấy. Cậu có ổn không vậy? Mùi của cái bồn này thơm ghê. Làm một ly đầy luôn nè. Đã đời, thích hơn mấy món ngoài kia nhiều.
Cậu muốn tèo hay gì vậy ta? Uống thôi, đã làm cái. Mắc ói quá đi thôi. Bỏ cái ly thầy ghê đó xa ra. Thầy ghê á? Để tớ tiết lộ cho cậu cái này nè. Khi tớ vào đây với cái ly rỗng, tớ vẫn còn một ly đầy đó. Nên tớ đã chớp lấy cơ hội này. Tớ thấy cái bồn, à đồ trang trí chứ. Rồi tớ để cái ly đó sang một bên và uống cái ly tớ có từ trước. Hiểu chưa nào? Ngon xỉu luôn phải không? Ok, vào đi ạ. Dừng lại, có gì cứ sai sai ấy. Chị có mang đồ ăn không? Thật hả? Người ngoài hành tinh hay điều lắm. Đến giờ quét rồi. Nãy giờ vẫn ổn phết. Người nhỏ mà bụng to quá ta. Bung cúp ra nào. Chị không muốn thoát y đâu. Muốn vào thì phải nghe lời em chứ. Người đâu mà kỳ cục quá. Chưa thấy phụ nữ mang thai bao giờ à? Wow, là em bé thật kìa. Thôi chị kéo áo lại đi. Vô duyên. Em nhầm một tí thôi mà. Quẩy vui nhé. Đương nhiên rồi. Chào đằng ấy. Ui, có bụi nè. Chị cũng có bầu nè em. Bầu bí sao? Có nên tin không nhở? Được rồi. Ai muốn quẩy nào bà con? Em bé thích lục lạc lắm nhỉ? Cho chị nè. Cảm ơn nha. Vui thôi, đừng vui quá nha chị. Được rồi, cảm ơn. Gặp lại sau nhá. Không thể tin là mình vừa vào được luôn. Muốn ăn vặt không nào? Tớ có đồ ngọt và đồ chua nè. Đây. Cảm ơn nhé. Món sô-cô-la này đúng là đỉnh của chóp. Giấu xịn nha. Cứ tưởng tụi mình toang tới nơi chứ. Anh DJ đành muốn cháy đĩa luôn. Tớ đổ mồ hôi nhễ nhãi rồi. Ngồi nghỉ đi. Đi nào gái. Tiệc năm nay nhiệt thật đấy. Tớ ngồi lên cái gì thế này? Cậu có thấy gì không? Là một miếng pizza siêu to khổng lồ. Phô mai dính thật chắc đấy. Ok, tớ lấy ra rồi. Nhưng mà váy bị dính bẩn mất kìa. Hả? Pizza nhiều sốt đó gái. Không thể tin nổi luôn. Chắc tớ ngồi đây mãi thôi. Khổ thân. Mà đợi chút. Nếu mắt mình tinh tường thì... Chuẩn, nhìn hơi bị ổn áp luôn nhé. Đi đây tí nào. Nhanh lên, cậu phải tin tưởng tớ chứ. Lại đây. Cậu có thích không nào? Nhìn như giấc mơ kẹo bông vậy đó. Ngọt ngào nhỉ. Wow. Đi khoe cái váy này đi. Xin lỗi vì để anh chị chờ đợi. Chị chọn món đi ạ. Cảm ơn nha. Cái gì vậy? Halloween vui á? Chuyện gì đấy? Ai biết? Cái gì? Không, cứu với. Halloween đến rồi, Halloween đến rồi. Menu nhìn xịn xò con bò ghê. Chọn cái nào trước đấy? Zombie đi. Nào. Wow, nhìn sợ quá ta. Wow, được phết nhở. Hả? Của tớ đâu? Tớ muốn thử quá đi. Chia cho tớ với. Dê, không, tự tìm não mà ăn. Mùi thơm xỉu luôn, như dâu tây á. Tớ sẽ tận hưởng từng miếng một.
Đỉnh dã man. Hình như tớ thông minh hơn rồi ý. Tổng các căn bậc 2 của bất kỳ hai cạnh nào của một tam giác cân bằng căn bậc 2 của cạnh còn lại. Cậu Hâm à, giải toán nào bạn nhỏ? Kiểm tra. Nhưng, đợi đã, mình là thiên tài mà, không sao cả. Sao, điểm A quá đơn giản, thấy xịn không? Đúng này. Sai, bét. Thật luôn hả? Điểm F. Thật sao? Mình vẫn miết đặc à? Đồ bánh nướng não cùi mía. Cái này ở đâu ra thế? Này, nhìn nè. Tớ sắp nôn rồi. Kinh khủng quá đi. Tớ ăn chay mà. Tớ chả ăn đâu, dẹp đi. Nhìn cũng không tệ lắm. Này, đừng lo, để tớ xử cho. Chỉ cần cắt một miếng nhỏ ở đây. Hơi quá lửa một tẹo nhưng vẫn ăn được đó. Máu me ghê. Ngon đấy, tớ còn nếm được vị máu đông nữa. Thật hả? Ok, để tớ ăn thử. Chuẩn, ngon đấy, thích quá đi. Wow, những kiểu hóa trang đó sẽ khiến tớ mất ngủ. Bạn thích kiểu nào nhất? Bình luận bên dưới cho chúng tớ biết nhé. Nhớ chia sẻ video với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video rùng rợn như này nha.